Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, chúng ta dù giàu hay nghèo thì ai cũng mong muốn một cuộc đời may mắn, thuận lợi, một gia đình hạnh phúc thịnh vượng. Nhắc đến gia đình thịnh vượng, ấm êm, người ta thường đề cao vai trò của người vợ. Bởi vậy, từ xa xưa, đàn ông khi chọn vợ đều mong muốn tìm một người phụ nữ có tướng vượng phu. Nhưng kỳ thực, một người phụ nữ đức hạnh, cho dù không có tướng vượng phu, vẫn có thể đem lại vận khí tốt cho gia đình. Bởi lẽ, người vợ chính là phong thủy của gia đình, ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của chồng con. Vậy, một người phụ nữ dù không có tướng vượng phu theo tiêu chuẩn của cổ nhân, nhưng vẫn có thể giúp chồng đổi vận có những đức tính nào? Mời bạn tham khảo qua nhé! Đức tính thứ nhất là chăm chỉ thu dọn nhà cửa và thường xuyên vào bếp. Bước vào một căn nhà sạch sẽ, sáng sủa sẽ khiến mọi người có một loại cảm giác đặc biệt thoải mái. Nhưng cũng có một số ngôi nhà khiến mọi người vừa bước vào cửa đã có cảm giác khó chịu. Đó chính là bởi vì căn nhà quá bừa bộn, đồ đạc để tùy tiện trên cả bàn ghế và cả nền nhà. Ngoài ban công bụi bẩn bám đầy, trong nhà vệ sinh bốc lên một mùi khó chịu. Tất cả những điều này đều sẽ phá hư phong thủy bên trong của ngôi nhà. Từ xưa đến nay, người ta đều quan niệm một người vợ tốt là người siêng năng, chịu khó, đảm đương được công việc nội trợ gia đình. Theo phong thủy có câu, nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, thoáng khí, thoải mái sẽ trực tiếp lôi kéo sự nghiệp của người đàn ông vận động hướng lên. Cho nên, việc thu dọn nhà cửa là việc vô cùng quan trọng. Ngoài ra, cổ nhân có câu, vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp. Xét về phong thủy, bếp cũng là lãnh thổ của người vợ, người phụ nữ trong gia đình. Ngoài ra, muốn chồng có sự nghiệp tốt, công việc được thuận lợi, trước hết cũng cần phải đảm bảo sức khỏe cho họ. Bởi vì sức khỏe là vô cùng quan trọng. Không có sức khỏe tốt sẽ khó làm được mọi việc khác. Cho đến người phụ nữ có hứng thú vào bếp để nấu bữa ăn ngon cho chồng con cũng được đánh giá là người sẽ giúp cho vận mệnh của gia đình được phát triển tốt đẹp. Đức tính thứ hai là không quát mắng người già, đánh đập trẻ con. Cổ nhân cho rằng người già và trẻ nhỏ trong gia đình đều là hóa thân của phúc khí. Cho nên hai người này có thể sẽ ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Vì vậy chúng ta tuyệt đối không nên xem nhẹ sức ảnh hưởng của họ. Với tư cách là người phụ nữ làm chủ gia đình, hiếu thuận với người già không chỉ là yêu cầu về đạo làm con, mà còn khiến gia đình hương thịnh. Con cái cũng nhìn vào đó mà học hỏi theo tấm gương này của bố mẹ mình. Nhờ vậy mà gia đình mới yên ấm, thuận hòa, người đàn ông mới yên tâm và có động lực để phát triển sự nghiệp. Đức tính thứ ba là không tiêu dùng tiền bạc tùy tiện. Cổ nhân có câu, vợ là người quản gia, trông coi tài phú trong gia đình bất loạn. Việc dùng tiền mua sắm không phải là việc không được làm, nhưng ham muốn của con người thì quá nhiều, mà thứ thực sự cần dùng đến thì đôi khi lại rất ít. Cho nên, trước khi mua, hãy cân nhắc xem đồ vật đó đem đến lợi ích gì, có sử dụng phổ biến và lâu dài không. Phụ nữ đừng nên chi tiêu theo cảm tính. Có thể khi còn con gái, bạn được tự do thoải mái, làm điều mình thích. Nhưng nếu áp dụng cách sống này khi đã lập gia đình, thì sẽ phá hủy phong thủy tốt của gia đình. Cụ thể là tiền tài mà chồng làm ra không thể giữ được. Đức tính thứ tư là luôn sống tích cực, ít phàn nàn. Đây là kiểu phụ nữ ở mọi hoàn cảnh, họ đều biết tự nhìn lại chính mình, tìm cách thích ứng với hoàn cảnh thay vì chỉ biết khóc lóc, than vãn. Họ hiểu rằng nếu chỉ mãi mở miệng ca thán mà không tìm ra cách khắc phục, sẽ chẳng thể giúp gì cho bản thân và sự nghiệp của chồng, thậm chí còn khiến cả gia đình thụt lùi, rơi vào bế tắc. Người phụ nữ như vậy chắc chắn là hậu phương vững chắc để chồng dựa vào những lúc khó khăn. Cuộc sống của bạn không hoàn hảo, nhưng cằn nhằn phàn nàn không phải là cách làm cho nó tốt hơn.
Tất nhiên, phụ nữ cần chia sẻ những điều chưa hài lòng với chồng, nhưng đừng biến điều đó thành thói quen. Than phiền liên tục vì những chuyện tiêu cực sẽ khiến anh ấy mệt mỏi. Hãy cố gắng chia sẻ với nhau, nhưng hạn chế phàn nàn quá nhiều vì những điều tiêu cực. Người phụ nữ làm được như thế thường sẽ mang lại nguồn năng lượng tích cực giúp chồng con vượt qua khó khăn. Không chỉ vậy, họ được mọi người nể phục xem trọng. Ở nhà, họ truyền cảm hứng tích cực cho chồng con. Đức tính thứ năm là có tính bao dung, rộng lượng. Người ta nói rằng, đằng sau một người đàn ông thành đạt là người vợ tốt, quả không sai. Trong cuộc sống đời thường, chúng ta cũng có thể thấy đằng sau những vị thương nhân, những nhà khoa học thành đạt đều là những người vợ biết chăm sóc, bao dung, tha thứ và thông cảm. Cuộc đời phụ nữ muốn hạnh phúc phải bớt tính toán lại, sống bao dung với mọi người nhiều hơn. Như vậy bạn mới tích được nhiều phúc đức. Cũng khi đó, bạn mới mang lại nhiều may mắn cho chồng con. Bạn nên nhớ, sống ở đời đừng nên tính toán quá chi li. Cái gì cho được cứ cho, đừng ích kỷ. Với người đã biết hối lỗi, bạn cũng đừng sân hận làm gì. Những người phụ nữ có tấm lòng bao la, lương thiện sẽ giúp cho sự nghiệp của chồng ngày một thăng tiến. Do đó, phụ nữ hãy tu dưỡng sự lương thiện, không chỉ để chồng con được nhờ mà bản thân cũng được bình yên. Đàn ông càng tôn trọng vợ thì tài lộc càng dồi dào. Bạn thân mến, khi nàng dâu trong nhà bị chồng và cả nhà chồng coi thường thì dòng dõi sao có con cái ngoan hiền, giỏi giang được. Nhưng nếu người vợ được chồng coi trọng là phong thủy gia đình, quan tâm yêu thương để cô ấy có cuộc sống vui tươi, hạnh phúc thì con cái sẽ quý hiển, gia đình hạnh phúc giàu có, quyến tộc mới hưng vượng, tốt đẹp. Phong thủy cổ đại cho rằng vạn vật từ vô cực rồi sinh ra lưỡng nghi, tạo thành hai thứ đối lập là âm và dương. Hai thứ này tồn tại trong mọi thực thể, tuy đối lập nhưng không triệt tiêu nhau mà dựa vào nhau để tồn tại và phát triển. Và khi người vợ được chồng coi trọng là phong thủy trong nhà, quan tâm chăm sóc để vợ có cuộc sống vui tươi, hạnh phúc, thì cô ấy sẽ khỏe mạnh, sinh ra và nuôi dạy được những người con mới quý hiển, gia đình mới hạnh phúc, giàu có thì gia tộc mới hưng vượng, gia đình mới hạnh phúc giàu có. Đây là cái gốc tế bào xã hội tốt đẹp. Nhưng đã có nhiều phụ nữ than thở, chồng cưới vợ về để duy trì nòi giống, nhưng chồng và khá nhiều nhà chồng đã khiến nàng dâu sống khổ sở thì làm sao có sức khỏe, điều kiện tốt, sinh cho nhà chồng những đứa con tài giỏi, hiếu thảo như mong muốn. Đã có những nghiên cứu khoa học cho thấy, chồng càng ít kiểm soát vợ thì vợ sẽ thấy được chồng tin tưởng, yêu chiều. Vợ hạnh phúc thì ít nguy cơ mắc bệnh mà khỏe mạnh và quan tâm chăm sóc chồng con hơn. Nhờ vậy, con cái mới là những con ngoan, trò giỏi. Hầu hết các ông chồng đều thích bị vợ kiểm soát cuộc sống của mình. Nhưng các nhà khoa học cho rằng, các ông chồng được vợ kiểm soát hợp lý sẽ khỏe mạnh, sống thọ hơn. Đó là do, trước khi lấy vợ, đàn ông sinh hoạt không mấy điều độ, ăn uống tùy tiện. Ở cùng nhà, được vợ kiểm soát thì những thói quen ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của đàn ông dần mất đi. Quan trọng là người vợ cần tâm lý hơn để kiểm soát chồng hợp lý, không phải lúc nào cũng như hình với bóng, hay luôn gắt gỏng, đòi hỏi này nọ, vì sẽ gây tác dụng ngược, khiến chồng luôn bị căng thẳng, khó chịu, tức bực, ảnh hưởng rất tiêu cực đến cuộc sống hôn nhân, bất đồng, cãi vã, và hậu quả là hôn nhân tan vỡ. Phong thủy, quan niệm và coi thiên chức làm mẹ của người phụ nữ mang tính chất của hành thổ, âm thầm, chịu đựng, tàng chứa sản sinh, chở che nâng đỡ, hiền lành, bao dung là những đặc tính của người mẹ. Và coi người cha mang tính chất của mộc là phẩm cách, là khuôn vàng thước ngọc, là gia phong của một gia đình, thì thổ có vượng, mộc mới có điểm tựa và vươn lên. Thổ suy thì mộc héo, gia phong cũng từ đó mà sụt giảm. Thổ vượng thì kim sinh, làm cho của cải dồi dào. Thổ suy thì kim tiết, gia cảnh sẽ bần hàn. Do đó, muốn làm cho thổ vượng thì người mẹ trong nhà phải mạnh khỏe, vui tươi, hạnh phúc. Đàn bà còn là người vợ, người yêu, người tình của đàn ông. Cơ thể phụ nữ cấu tạo bởi các đường cong hình chữ S rất giống với quỹ tích vận động của trường khí trong vũ trụ. Những hung cát trong phong thủy
khi gặp những vật thể hình chữ S đều được hóa giải, biến hung thành cát. Bởi thế, người xưa đã đúc kết, gái mà thắt đáy lưng ong, tức là hình thể chữ S giống như cái hổ lô, thì vừa khéo chiều chồng, lại khéo nuôi con, biết cách ái tình, lại tốt giống, nhiều sữa và giỏi chăm con nhỏ. Trong chuyện tình ái, ngũ hành thuộc hỏa, một người đàn bà được chồng chu đáo chăm lo ái tình, thì hành hỏa sẽ vượng. Khi hỏa vượng sẽ sinh thổ, và thổ là gốc của gia phong. Nếu người chồng không để ý, quan tâm tới vợ, thì hỏa suy, tình cảm gia đình sẽ lạnh nhạt. Sự đồng hành của âm dương sẽ ngày một xa nhau, cuối cùng sẽ sinh nhiều bệnh tật, sự khổ tâm và cô độc trong chính căn nhà mình. Một người chồng lấy vợ hợp tuổi thì có thể sớm được thành công, vì hai tuổi đó mang lại phúc khí cho nhau, giúp cả hai dễ dàng đạt được thành tựu trong sự nghiệp. Bởi thế mới nói phụ nữ là phong thủy trong nhà. Quý thính giả thân mến, thông qua những chia sẻ trên, chúng ta thấy rằng vai trò của người phụ nữ rất lớn trong gia đình. Vì thế, đàn ông muốn sự nghiệp hanh thông, muốn có một gia đình yên ấm thì phải tìm đúng người phụ nữ tốt và trân trọng, đối đãi yêu thương họ chân thành. Đến đây thì thời lượng của Triết Lý Nhân Sinh cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.